Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Cứ mỗi độ xuân sang, hàng vạn thanh niên trên khắp mọi miền của Tổ quốc sôi nổi khí thế trong ngày hội tòng quân để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là truyền thống yêu nước tốt đẹp ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Trong chiến tranh, thanh niên lên đường đánh giặc lập công. Còn trong thời bình, tuổi trẻ lên đường với tinh thần giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là ước mơ, sự tự nguyện cống hiến tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi con người vì tình yêu Tổ quốc. Khoảnh khắc chia tay ở thời nào cũng vậy. Bịn rịn, lưu luyến và bồi hồi xúc động. Cha mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, con tiễn cha lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là cảm xúc của những ngày cả dân tộc xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đi qua cuộc chiến tranh kéo dài với rất nhiều cuộc chia ly màu đỏ, hàng vạn người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để thế hệ trẻ hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình và thấy được trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên với công cuộc gìn giữ độc lập, tự do, hòa bình, bảo vệ và dựng xây đất nước. Bản thân tôi nhận thức được rằng là mình phải có trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Và cảm xúc của tôi lúc này rất là mong chờ được về với đơn vị và được gặp gỡ những đồng chí, đồng đội mới. Bản thân tôi là một người giáo viên đã công tác ở trong lĩnh vực giáo dục 2 năm ở cái trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Quảng Ngãi. Khi sau khi nhận được lệnh thì tôi cũng đã cố gắng thu xếp hết toàn bộ công việc và rất là nôn nao để mà tiếp đến một cái môi trường mới để thực hiện cái nhiệm vụ của con cả của người thanh niên. Với trái tim nồng cháy này, tôi xin đóng góp tất cả sức mình, tất cả những gì mình có thể để bảo vệ cho Tổ quốc. Môi trường quân ngũ sẽ góp phần làm cho các bạn trẻ chúng ta rèn luyện, chúng ta cống hiến và trưởng thành. Không khí náo nức của ngày hội tòng quân trên cả nước trong những ngày qua còn cho chúng ta thấm thía hơn về tình yêu quê hương đất nước nồng nàn của cả một dân tộc, khi người người, nhà nhà cùng đóng góp những người con thân yêu của mình cho Tổ quốc. Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắng lại, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã lựa chọn thắp sáng tuổi thanh xuân của mình bằng hai từ cống hiến. Một hành trình mới đã bắt đầu, họ chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ. Xuân bước vội, lặng nhìn mây gió trôi qua, trở nên có vội vã. Hành trang mà ta mang theo gì, là khi đi chẳng cần nghĩ suy, bởi vì thích là được, sống cho cuộc đời.